Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề về sản phẩm vàng và kim cương vô cùng đặc sắc và hấp dẫn, chắc chắn rằng quý khách và mọi người xem sẽ rất thích thú. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu bộ răng được đúc bằng vàng nguyên khối ao 750 đến kim cương trắng và kim cương đen. Đây là một bộ răng gọi là bộ reel để mà mình bọc lên cái hàm răng của mình. Kỳ Lân thực hiện cho chính bản thân mình để làm mẫu để quý khách xem chi tiết cận cảnh nha. Và Kỳ Lân làm luôn cả hai hàm trên và hàm dưới. Và tùy vào nhu cầu của chúng ta, có thể là làm một hàm, hai hàm, hoặc là một hàm chúng ta làm bốn răng, hai răng cũng được. Thường thì mọi người hay làm là 6 răng một hàm, mà Kỳ Lân thực hiện là ở đây của mình là 8 răng, tính làm hết luôn. Nhưng mà hết luôn thì ở ngoài nhìn vô đâu có thấy đâu. Mình làm 8 răng thì ở ngoài ở đến chính diện nhìn vô đều thấy full luôn, che hết răng luôn, nên không cần thiết phải làm full hàm trên và full hàm dưới, chỉ cần một hàm làm 8 răng thôi. Còn nhiều quý khách chọn 6 răng một hàm. Đây là sản phẩm được đúc từ vàng nguyên khối ao 750. Mọi người hay mua nữ trang là theo thói quen là nhìn đẹp hay xấu thôi, nhưng mà ít để ý chất lượng. Nhưng mà khi đã dùng đến sản phẩm cao cấp, đặc biệt là sản phẩm cao cấp Luxury Kỳ Lân á, thì chúng ta sẽ thấy được là độ hoàn thiện từ bên trong cũng như bên ngoài rất là hoàn hảo. Chứ không phải là đẹp bề ngoài không, mà nó phải hoàn hảo đồng nhất về độ thẩm mỹ hoàn thiện. Đây là hàm dưới đây, và chúng ta sẽ xem vàng, chất vàng đẹp. Tại vì vàng đúc theo công nghệ châu Âu, công nghệ nén vàng không bị bọt và rất là nặng nha. Và bóng rất là bóng, vàng y 4 số đúc ra, nên là chất màu rất đẹp, cộng với hội vàng chuẩn nên là màu nó giữ vững luôn, hoài luôn, không có nhiễm màu giống như là một số sản phẩm bình thường. Và đặc biệt bên trong nó phải đẹp giống như bên ngoài. Sản phẩm cao cấp Luxury bao giờ nó cũng vậy, phải đủ tiêu chuẩn Luxury Kỳ Lân thì nó mới là sản phẩm cao cấp. Hàm trên thì kết hợp thêm một yếu tố nữa là ngoài vàng nguyên khối đúc ra ao 750 rồi, kết hợp với kim cương trắng thì có thêm điểm nhấn là kim cương đen vô hai cái răng cửa, rất là dễ thương, rất là dễ thương. Và mỗi bộ răng này chỉ dùng đúng cho một người, cho người cung cấp giáo răng cho Kỳ Lân mà thôi. Có nghĩa rằng là Kỳ Lân sẽ làm theo đúng y chang bộ răng, hàm răng của người đó. Khi mà cần làm thì chỉ việc đến nha khoa và yêu cầu họ lấy mẫu giáo răng, sau đó họ sẽ lấy, họ cung cấp cho mình bằng cái thạch cao, và Kỳ Lân sẽ nhận cái thạch cao đó, sẽ làm đúng theo y chang cái mẫu giáo răng của người đó, nên là chỉ dùng được cho một người đó duy nhất mà thôi. Nên yên tâm là không sợ bị mất vệ sinh dùng cho người này người kia, bởi vì không dùng vừa, chỉ đúng cho mỗi người lấy giáo răng đó mà thôi. Và đây là sản phẩm làm cho đích thân Kỳ Lân, và Kỳ Lân để trưng bày. Kỳ Lân làm hai bộ, một bộ để Kỳ Lân sử dụng và một bộ để trưng bày tại showroom. Và vì là răng Kỳ Lân nó so le, nó không được đều nên là ra nó hình dạng như vậy, bởi vì lấy đúng theo giáo răng của mình luôn mà. Còn nếu như quý khách nào răng đẹp hơn thì nó sẽ ra đều hơn, mà quan trọng là răng thưa răng đều gì đưa cái bộ này vô nó cũng trở nên đẹp hết, bởi vì nó siêu chiếu và siêu lấp lánh kim cương vàng, rất chiếu rất đẹp. Nên là quý khách yên tâm là khuyết điểm răng xấu đưa bộ này vô vẫn đẹp. Và để đảm bảo cho an toàn vệ sinh thì chúng ta nên sau khi nhận bộ răng mới không dùng được cho ai hết cả, chỉ đúng bản thân mình thôi, nhưng chúng ta cũng phải khử trùng vệ sinh nó, bởi vì sau khi công đoạn làm thì chúng ta sẽ phải vệ sinh khử trùng để sử dụng cho an toàn. Thì đầu tiên thì Kỳ Lân sẽ để vào đây. Kỳ Lân sẽ xịt cồn vào cho ướt hết trùng hết trên răng. Nó xịt cồn cho nó tiệt trùng hết, sạch sẽ hết, ngập luôn. Sau khi chúng ta xịt cồn xong, ngâm cỡ 15-20 phút gì đó. Đây là bước luộc răng cho nó sạch sẽ, khử trùng sạch sẽ, và lúc đó chúng ta sử dụng. Sau khi sôi sùng sục 100 độ C, sùng sục, chúng ta sẽ cầm lắc cho nó sạch sẽ. Và sau khi sử dụng thì chúng ta cũng nên cắt đi, thì chúng ta cũng nên vệ sinh như vậy. Và trước khi đeo thì chúng ta cũng nên
vệ sinh như vậy thì tốt nhất. Còn không thì sau khi đeo xong chúng ta vệ sinh rồi cắt bảo quản tốt, rồi sau khi dùng chúng ta lấy lại dùng tiếp, dùng xong là chúng ta lại cắt đi thì trụng vệ sinh như vậy. Lúc này chúng ta không cần cồn nữa cũng được, chỉ cần trụng nước sôi thôi. Chúng ta sẽ lấy ra và dùng được rồi. Cốc này rất đẹp, trụng luôn cái chén. Wow. Rồi. Và bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành gắn hàm trên. Việc gắn vào rất đơn giản, chỉ cần 1 giây. Rất đơn giản. Và chúng ta có thể dùng một hàm cũng được, một hàm trên cũng được, hoặc là một hàm dưới cũng được. Không nhất thiết phải dùng cả bộ hàm trên và hàm dưới. Và hiện tại bộ răng Kỳ Lân làm hàm trên và hàm dưới, mỗi hàm là 8 răng. Kỳ Lân không làm full hết. Bởi vì 8 răng là đủ để nhìn đối diện và nhìn xung quanh hai bên vào là thấy full hàm rồi. Không cần thiết phải làm hết bên trong. Và tùy vào nhu cầu của quý khách thì có những khách đã đặt là 6 răng một hàm. Còn Kỳ Lân là làm 8 răng một hàm. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ thực hiện việc gắn hàm dưới nữa. Thực hiện việc gắn hàm dưới cũng đơn giản, 1 giây. Rất là nhanh lẹ. Gắn vào nhanh 1 giây thì lấy ra cũng nhanh 1 giây như vậy. Đây là full hàm. Rất đẹp. Hàm trên, hàm dưới. Và một điểm nhấn đặc biệt ở đây là có kim cương đen điểm nhấn ở giữa hai răng cửa luôn nè. Nó xen kẽ với kim cương trắng trên cái bộ răng bằng vàng khối đúc AU750 này. Chúng ta có thể đeo full hàm, hàm trên và hàm dưới, hoặc là đeo một hàm trên, hoặc là đeo một hàm dưới cũng đẹp. Hiện tại Kỳ Lân đang đeo full hàm trên và hàm dưới. Rất đẹp. Chúng ta đang đeo full bộ răng bằng vàng và đính kim cương và thực hiện việc uống nước rất dễ dàng. Và nếu chúng ta không thích đeo nguyên bộ trên và bộ dưới thì chúng ta đeo một hàm trên thôi. Vẫn đẹp và rất sang. Rồi nếu chúng ta không thích đeo hàm trên, chúng ta đặt hàm dưới thôi cũng được. Và mọi người xem Kỳ Lân gắn vào nha, cực kỳ đơn giản luôn. Một thao tác, 1 giây. 2, 3. Lấy ra. 2. Rất đơn giản. Lấy ra 1 giây mà đưa vô cũng 1 giây. 2. Ngay bon. Đây mọi người xem cận cảnh nè. Răng của Kỳ Lân thật sự là nó mọc không có đều. Lúc nhỏ không có biết cách để mà làm cho răng đẹp á, cho nên nó bị so le. Đây, xéo xẹo rồi. Kỳ Lân không làm full hàm dưới cũng như là không làm full hàm trên. Chỉ làm mỗi hàm 8 răng thôi, cụ thể. Cụ thể nè. 8 răng giữa của mỗi hàm. Bên trong để trống. Rất vừa khít luôn. Rồi khít luôn. Y bon. Tại vì Kỳ Lân đúc cái bộ răng này theo đúng cái hàm răng của mình, cho nên là răng của mình nó sao thì đúc cái răng nó y chang như vậy luôn. Và Kỳ Lân gắn vào y chang luôn. Nên răng đẹp thì nó sẽ đều, răng so le thì nó sẽ so le. Đặc biệt là những cái răng mà không được đẹp hoặc là bị móm vô thì đưa những bộ răng này vô thì rất là đẹp. Răng của Kỳ Lân thì không được đều ở hàm dưới nha, mình sẽ gắn vào. Rất đẹp. Một hàm trên cũng được, một hàm dưới cũng được, hoặc hai hàm cũng được, đó là do nhu cầu của quý khách. Rồi và bây giờ chúng ta cùng Kỳ Lân đi soi chất lượng vàng, soi kim cương và cân trọng lượng vàng. Xin mời. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp thì phải đi kèm với tiêu chí Luxury Kỳ Lân. Với công nghệ đúc vàng theo chuẩn châu Âu, công nghệ nén vàng không bị bọt và đúc từ vàng y đúc ra, cộng với hội màu chuẩn nên vàng chất vàng rất bóng và đẹp, đặc biệt không bị đổi màu, đó là bởi vì mình đúc từ vàng y đúc ra và công nghệ nén đặc biệt nữa rồi, nên là vàng rất là chuẩn luôn. Rồi mình sẽ soi. Vàng rất là bóng và rất đều, không bị bọt vàng, không bị lợn cợn vàng, rất là chắc. Đồng thời cái quan trọng nữa là
tiêu chí luxury của Kỳ Lân là sản phẩm bằng vàng và kim cương của Kỳ Lân thì tỷ lệ rớt hột gần như là bằng không, và từng cháo hột rất đều và đẹp, từng cháo hột và kỹ thuật chuyên nghiệp chuyên sâu khác với kỹ thuật bình thường, nên là tỷ lệ chia ô hột cũng rất chuẩn, và đặc biệt là cháo đi hột rất chắc chắn. Và không phải cứ nhập kim cương về rồi vô là được, không phải miễn kim cương là được, mà phải tỉ mỉ, tinh tế, hoàn thiện từng viên kim cương, chọn từng viên kim cương đồng nhất với nhau về độ màu, độ sạch, đẹp và kích thước. Đó mới là sản phẩm cao cấp. Có điểm nhấn là viên kim cương đen trên hai răng cửa. Mỗi răng cửa là có 1, 2, 3, 4, 5, 5 viên, hai răng cửa là 10 viên. Kỳ Lân sẽ tuyển chọn từng viên một. Cháo hột cực kỳ đều, cực kỳ đều, cực kỳ đều và đồng nhất. Đấy, bởi vì khi vô hột là vô từng hột, nên tuyển chọn từng hột. Hột nào vô mà không đồng nhất, hột nào vô mà không đẹp, hột nào vô mà không đạt tiêu chuẩn, hột nào vô mà không đều là loại ngay. Chứ không phải là cứ kim cương là đưa vô được, mà mình để chọn lọc trong cái số kim cương về đó những cái gì tinh hoa nhất, đẹp nhất để đủ theo cái tiêu chí luxury Kỳ Lân. Và trên cái sản phẩm này, bên trong Kỳ Lân có đóng mộc giám định chất lượng của Kỳ Lân, đó là AO750 và logo Kỳ Lân Luxury. Đây, chứng nhận chất lượng vàng AO750 logo Kỳ Lân Luxury rất là rõ. Răng nào cũng vậy, răng này cũng vậy. Đây, AO750 và logo Kỳ Lân Luxury. Và tiếp theo thì Kỳ Lân sẽ thực hiện cân thử trọng lượng là bao nhiêu gam vàng. Ok, và đặt lên hai cái bộ răng này. Tổng trọng lượng là 26,7 gam. Thì theo công thức tính, Kỳ Lân sẽ tính ra được rằng là khoảng 7,1 bảy chỉ 12. Vậy muốn biết chính xác không, chúng ta dùng cái cân chuyên dụng. Rồi chúng ta đặt lên xem một bộ răng này là bao nhiêu. 7,1, chính xác là 7,1. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái bút để thử. Và hồi nãy là mình soi chất lượng vàng và kim cương từ cái máy chuyên dụng này rồi. Với kinh nghiệm chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury cộng với thiết bị chuyên dụng, cộng với đồng thời phải có cái bút chuyên nghiệp, cây bút chuyên nghiệp nha, khởi động lên để mà thử từng viên kim cương. Đợi khởi động xong nó sẽ báo chữ ready, chúng ta sẽ thử từng viên kim cương. Sau khi dùng kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình cộng với máy móc chuyên nghiệp để hỗ trợ để kiểm tra chất lượng sản phẩm và giám định sản phẩm xong, thì Kỳ Lân sẽ cho đem đến những trung tâm giám định. Những trung tâm này được cấp phép giám định, và sau khi họ kiểm định chất lượng, giám định sản phẩm, và họ sẽ chứng nhận cho mình bằng một tờ giấy của họ và có đóng mộc, có dấu của trung tâm giám định đó. Đó là những trung tâm như là Duji, SGC hay là BNG. Thì việc kiểm tra như vậy là đủ để an tâm tuyệt đối. Có nghĩa rằng là họ sẽ quang phổ cho chúng ta nó là vàng gì, bao nhiêu phần trăm vàng, có phải là vàng AO750 hay không, và kim cương có phải là kim cương thiên nhiên hay không, và họ sẽ giám định cân trọng lượng cho chúng ta luôn, nên chúng ta hãy yên tâm tuyệt đối. Và Kỳ Lân giao lưu sản phẩm bắt buộc sẽ có giấy giám định cho quý khách, nên là quý khách yên tâm tuyệt đối vấn đề đó nha. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để ủng hộ, để xem clip của Kỳ Lân Luxury. Hãy ủng hộ hơn nữa bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lân, cũng như like theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là hãy truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những danh mục sản phẩm, những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury nhé. Gọi trực tiếp vào số hotline cũng như kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao đến với tất cả quý khách hàng thân yêu. Xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.